Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý như sau. Sơn La phát triển thương mại theo hướng hiện đại. Bà con nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ biến vỏ chuối thành sợi xuất khẩu. Thành phố Hà Giang lung linh sắc hoa ban thu hút du khách. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phát triển thương mại hiện đại đã được tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế. Cùng với đó, thương mại điện tử cũng được triển khai với nhiều giải pháp góp phần quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La trên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Sở Công Thương đã triển khai xây dựng các công cụ tài liệu truyền thông về sản phẩm của tỉnh phục vụ công tác xúc tiến thương mại trên môi trường số. Tỉnh Sơn La phấn đấu giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa loại trừ yếu tố giá của tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân từ 9,5 đến 10,5% mỗi năm. Doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 5 đến 7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh. 20 đến 25% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn bám sát địa bàn, gần gũi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó bà con càng thêm tin tưởng, sát cánh cùng bộ đội biên phòng, giữ bình yên biên giới Tổ quốc. Một điểm nhấn được bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới. Việc làm đó đã góp phần củng cố, phát huy vai trò các tổ đội tuyên truyền văn hóa, xây dựng được gần 170 bản, hơn 13.200 hộ khu vực biên giới đạt danh hiệu bản văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã biên giới, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương, như mô hình nuôi trâu vỗ béo, nuôi bò sinh sản và trồng cây dược liệu. Từ đó bà con càng thêm tin tưởng, sát cánh cùng bộ đội biên phòng, giữ bình yên biên giới Tổ quốc. Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã và đang đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư cây, con giống, giúp đỡ các hội viên nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Lợn đen bản địa là giống vật nuôi được Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lựa chọn, hỗ trợ hội viên nghèo phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế. Sau đợt đầu triển khai với 32 con giống, hiện đàn lợn đã tăng thêm 46 con. Các chi hội phụ nữ cơ sở lựa chọn những con giống tốt, luân chuyển đến những hội viên nghèo khác. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện cũng huy động hàng ngàn cây giống quế, cây dược liệu cát cánh để hỗ trợ hội viên nghèo mở rộng sản xuất. Những hoạt động trên tiếp tục được hội duy trì, tạo điều kiện cho hội viên nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Yên Bái là một trong những địa danh nổi tiếng bởi làng nghề tranh đá quế Lục Yên. Đây là nét văn hóa đặc biệt bậc nhất của vùng đất này. Nó mang tới một nét đẹp nghệ thuật độc đáo khiến mọi người không thể rời mắt khi đến đây. Với chất lượng lớn về phẩm chất tốt vào bậc nhất cả nước, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được biết đến như một vương quốc của đá quý. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, dân săn đá từ khắp nơi đổ về đây tìm vận may. Làng nghề tranh đá quý Lục Yên được thành lập và đến năm 2022, sản phẩm tranh đá quý Lục Yên đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp nhãn hiệu chứng nhận tranh đá quý Lục Yên cho sản phẩm tranh đá quý Lục Yên, khẳng định hình ảnh thương hiệu mạnh cho các sản phẩm tranh đá quý của huyện Lục Yên trên thị trường. Và các bạn thân mến, hiện nay có nhiều phế phẩm nông nghiệp được bà con nông dân tận dụng, sơ chế thành những sản phẩm có ích, góp phần bảo vệ môi trường. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, các thành viên hợp tác xã đã sơ chế vỏ cây chuối sau khi thu hoạch, thành tơ xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước đây, các thân cây chuối sau khi thu hoạch quả đều chỉ dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc bỏ đi, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Chưa kể người trồng còn phải tốn chi phí cho việc đốn hạ, thu gom cây sau thu hoạch. Tuy nhiên nay thì đã khác. Tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn thân cây chuối đã được bà con gom lại, cung cấp cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông để sơ chế thành sợi tơ xuất khẩu. Chúng tôi vừa bán được quả này, trong cái phần thu hoạch cây chuối này chúng tôi có thể là bán được từ 3 đến 5 nghìn một cây.
Chúng tôi tận dụng được tất vừa tơ rồi lại vừa những cái phần bỏ để chúng tôi có thể là bỏ ra để ủ phân vi sinh rất là tốt, tăng hiệu quả cho người nông dân chúng tôi, nên là chúng tôi rất phấn khởi. Với hệ thống dây chuyền máy móc chuyên dụng, thân cây chuối được tách bẹ và đưa vào máy ép lấy sơ. Sơ chuối được phơi khô, tạo sợi thô, phục vụ cho ngành dệt may. Toàn bộ sản phẩm của hợp tác xã được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong quá trình ép sợi, các phế phẩm như bã, dịch thân cây được thu hồi, ủ men để sản xuất phân bón hữu cơ. Hiện nay thì cây chuối đã được công ty Musa Vatara thì là ký hợp đồng bao tiêu cho chúng tôi. Còn toàn bộ cái chuyển giao về công nghệ, về sản xuất phân vi sinh, sản xuất nấm và sản xuất chế phẩm sinh học thì hiện nay là công ty cũng đang chuyển giao và cũng đối với hợp tác xã cũng đang đề nghị Bộ Khoa Công nghệ cũng như là Sở Khoa Công nghệ là hỗ trợ cho hợp tác xã hoàn thiện cái phần phân bón từ cái chế phẩm từ cái thân cây chuối. Bình quân 1 tấn thân cây chuối tươi sẽ sơ chế được khoảng 100 kg sợi thô với giá bán hiện tại là 80.000 đồng 1 kg. Trung bình 1 hectare chuối sau khi thu hoạch quả, bà con xã Dân Quyền thu nhập thêm được từ 30 đến 40 triệu đồng. Từ mô hình này cho thấy việc tận dụng các phế phẩm nông nghiệp hiệu quả sẽ mang lại lợi ích kép cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên các tuyến đường trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang rực rỡ sắc hoa ban, thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham quan chụp ảnh. Như đã thành thông lệ, mỗi dịp hoa ban khoe sắc cũng là thời điểm của hàng nghìn du khách, nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang tìm về tuyến đường Nguyễn Văn Linh để ngắm hoa, lưu lại những bức hình tuyệt đẹp. Những hàng cây đang khoe sắc ven tuyến phố làm nơi đây trở nên đẹp đẽ, thân thiện trong lòng du khách. Hôm nay là hội chúng tôi là có 7 chị em chơi với nhau thì là cũng rủ nhau đi để đến con đường hoa ban của phường Quang Trung này để chụp ảnh để làm kỷ niệm. Nói chung là cái hoa ban này nó có cái đẹp riêng của hoa ban, vì màu nó là sặc sỡ. Đấy. Các loại hoa khác này cũng có đẹp, nhưng mà mỗi loại hoa này nó có cái đẹp riêng của cái hoa. Trong dịp lần đầu tiên lên với Hà Giang, hai bạn Tuấn Anh, Xuân Đại đến từ tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tuyến đường hoa ban. So với những nơi khác, sắc hoa ban ở Hà Giang dường như lung linh, lôi cuốn hơn khi gắn với thiên nhiên và nét văn hóa truyền thống đậm đà của người bản xứ. Hà Giang thì đây là lần đầu tiên em đến anh ạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh gặp đây là Hà Giang thật là đẹp và thơ mộng, và cái nữa là cái không khí trong lành là thích nhất. Em có ngắm cây hoa ban ở các vùng khác rồi, và lần đầu tiên này em nhìn thấy hoa ban ở Hà Giang này em thấy khá là đẹp. Bọn em đang đi đường, bọn em phải dừng lại, bọn em chụp ảnh. Trong nhịp sống sôi động, những giây phút được hòa mình vào thiên nhiên cùng ghi lại những bức ảnh hoa ban ngọt ngào, lãng mạn cũng khiến bao người say mê. Ngắm sắc hoa ban thấy lòng an yên, những muộn phiền và áp lực trong cuộc sống hàng ngày dường như cuốn trôi đi, từ đó khiến mỗi chúng ta thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống hơn. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Tỉnh Lai Châu nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Tỉnh Điện Biên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tỉnh Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tỉnh Hà Giang nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Nội dung
vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.